Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã đến với kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta. Hôm nay chúng ta cùng khám phá câu chuyện đen tối về Thiên Hoàng Buretsu, vị hoàng đế nổi tiếng với những hành động tàn ác như thử trinh nữ bằng ngựa hoang và vô nhân tính trong lịch sử Nhật Bản. Từ những âm mưu trả thù lạnh lùng đến những tội ác khủng khiếp gây ra cho dân chúng, Buretsu đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa. Nhưng liệu lịch sử có thực sự phản ánh đúng con người ông? Hãy cùng tìm hiểu trong video này, nơi chúng ta sẽ vén màn bí mật về một trong những hôn quân đáng sợ nhất của Nhật Bản. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã đến với kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về chủ đề lần này, kênh khuyến khích bạn hành động với một vài cử chỉ nhỏ. Hãy bấm nút like cho video này để ủng hộ kênh. Và nếu bạn thấy giá trị trong nội dung của kênh, hãy xem xét việc đăng ký và bật chuông thông báo để bạn không bỏ lỡ một cập nhật mới nào. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận số 1 hoặc số 2. 1. Nếu bạn thích video này. 2. Nếu bạn không thích video này. Lưu ý, các hình ảnh minh họa cho video mang phong cách trừu tượng, hài hước. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu khám phá về chủ đề lần này. Kasuga là con gái của thiên hoàng thứ 21 Nhật Bản, Yuriaku. Bà trở thành hoàng hậu của Neutsu, và trong suốt lịch sử Nhật Bản, có rất ít vị hoàng đế được ghi nhận là những hôn quân, những người cai trị tàn ác và vô nhân đạo. Trong số này, nổi bật là hai vị hôn quân mà tên tuổi họ gắn liền với Kasuga. Một người là cha của bà, thiên hoàng Yuriaku, và người kia chính là Buretsu, cháu trai của Yuriaku, nhân vật chính của câu chuyện hôm nay. Thiên hoàng Buretsu, mặc dù xét về quan hệ huyết thống, là cháu ngoại của thiên hoàng Yuriaku, nhưng nếu đem so sánh cả về mức độ dâm ô, bạo ngược hay các khía cạnh khác, thì Buretsu đã vượt qua người ông ngoại của mình trong mọi tội ác. Yuriaku, để trở thành hoàng đế, đã lên kế hoạch thủ tiêu anh trai mình, nhưng con đường mà ông phải trải qua vẫn còn dễ dàng hơn so với những gì Buretsu đã làm. Buretsu, mặc dù chỉ là con trai thứ 6, nhưng do những cuộc tranh giành ngai vàng giữa các anh em đã khiến tất cả đều bỏ mạng. Ông chỉ cần nằm yên hưởng lợi. Và vào năm 498 sau công nguyên, khi mới 9 tuổi, ông đã lên kế vị. Từ khi trở thành hoàng đế, Buretsu đã làm nhiều điều tàn ác đến mức vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng. Trong suốt 9 năm trị vì, ông liên tục thực hiện những hành vi khủng khiếp, xứng đáng đứng đầu trong bảng xếp hạng các hôn quân trong lịch sử Nhật Bản. Vào tháng 3 năm đầu tiên sau khi lên ngôi, ông đã phong mẹ ruột của mình, Kasuga, làm hoàng hậu. Một hành động khiến người đời cảm thấy hoang mang và lo lắng, với mục đích không rõ ràng ngoài việc đánh lừa mọi người. Ông còn thay đổi mối quan hệ của bà trong gia phả, từ mẹ ruột trở thành vợ mình. Vào tháng 9 năm thứ 2, Buretsu bắt đầu tò mò về việc em bé trong bụng những phụ nữ mang thai sẽ trông như thế nào. Để thỏa mãn sự tò mò đó, ông đã ra lệnh bắt giữ một số phụ nữ mang thai, rồi tàn nhẫn xé toạc bụng họ để lấy bào thai ra ngoài. Trong thời đại mà y học chưa phát triển, kết cục của những người phụ nữ đó không thể nào bi thảm hơn. Họ phải chịu đựng những đau đớn kinh hoàng và cuối cùng đều bỏ mạng. Tháng 10 năm thứ 3, ông lại nghĩ ra một trò tra tấn mới. Buretsu ra lệnh cho thuộc hạ rút hết móng tay của những người còn sống, phớt lờ tiếng kêu khóc đầy đau đớn của họ, rồi buộc họ phải đào đất bằng tay chân. Mỗi tiếng kêu rên, mỗi giọt máu chảy ra từ những ngón tay bị rút móng, chỉ khiến ông cảm thấy thỏa mãn hơn. Đến tháng 4 năm thứ 4, những ý tưởng tàn bạo mới lại nảy sinh trong đầu vị hoàng đế này. Ông ta nhổ sạch tóc của người sống, rồi ra lệnh họ trèo lên ngọn cây. Sau đó, những kẻ dưới quyền ông chặt gốc cây, khiến những người khốn khổ ấy rơi từ độ cao xuống, mà không có cách nào thoát khỏi số phận tàn ác mà ông đã đặt ra. Tháng 6 năm thứ 5, để thỏa mãn thú vui câu cá, Buretsu đã ra lệnh cho người dân xuống mương, giả làm cá. Còn ông đứng trên bờ, cầm ngọn giáo ba lưỡi để đâm những con cá người đó. Khi cảm thấy chán, ông nhớ đến chú chó của mình và quyết định lặp lại trò tàn nhẫn khác. Ra lệnh cho những người đã sống sót trèo lên cây, còn ông đứng dưới, cầm cung tên bắn vào họ, như thể họ chỉ là những con mồi để ông giải trí. Tiếng cười khanh khách của ông vang lên mỗi khi một con mồi bị bắn hạ và rơi xuống đất, niềm vui của ông lại dâng trào. Vào tháng 3 năm thứ 8 của triều đại, thiên hoàng Buretsu, một hôn quân nổi tiếng với những hành động tàn ác, đã nghĩ ra một trò chơi bệnh hoạn mới
nhằm thỏa mãn sự tò mò và trí tưởng tượng đen tối của mình. Ông ta cho tuyển chọn những người phụ nữ xinh đẹp từ dân chúng, rồi tàn nhẫn lột sạch quần áo của họ để kiểm tra xem liệu họ có còn trong trắng hay không. Những người phụ nữ thiếu may mắn ấy, với trái tim đầy sợ hãi, bị buộc phải ngồi khỏa thân trên những tấm ván gỗ lạnh lẽo. Để tăng thêm sự ghê rợn, Boretsu ra lệnh cho đem những con ngựa đang trong thời kỳ động dục và buộc những thiếu nữ này phải chứng kiến cảnh tượng giao phối của chúng trước mắt đông đảo quần thần. Sau khi màn kịch kinh hoàng kết thúc, ông ta tiếp tục hành hạ họ bằng việc kiểm tra phần dưới của những người phụ nữ này cũng như tấm ván họ vừa ngồi. Nếu có ai trong số họ có phản ứng sinh lý, Boretsu sẽ ra lệnh hạ sát không chút do dự. Có những cô gái may mắn không có phản ứng, dù thoát chết trong khoảnh khắc đó, nhưng số phận của họ cũng không khá hơn khi họ bị bắt phải vào cung làm nô lệ, sống cuộc đời tăm tối và bị xiềng xích bởi sự tàn nhẫn của hoàng đế. Cuộc sống xa hoa của Boretsu không chỉ được đánh dấu bởi những trò chơi tàn bạo, mà còn bởi sự sa đọa và phung phí vô độ. Ông ta ra lệnh xây dựng một ngự hoa viên tráng lệ với đầy đủ chim thú quý hiếm, nơi mà sàn nhà được trải hoàn toàn bằng lụa sa tanh mềm mại. Để thỏa mãn niềm vui tạm bợ, Boretsu cho mời các nghệ sĩ, người lùn và đào kép từ khắp nơi đến biểu diễn suốt ngày đêm. Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống cơ cực của người dân, mãi mê chìm đắm trong những cuộc vui chơi quái đản và những âm mưu độc ác. Tính cách của Boretsu không chỉ độc ác mà còn bệnh hoạn, keo kiệt và luôn mang trong mình lòng thù hận sâu sắc. Đối với ông, trả thù không đơn giản là ăn miếng trả miếng, mà là tận diệt cả gia tộc của kẻ đã xúc phạm mình. Điều này được thể hiện rõ ràng trong một sự việc nhỏ trước khi ông lên ngôi. Trước khi Boretsu trở thành hoàng đế, khi còn là một hoàng tử, ông đã đem lòng yêu mến Kagemi, con gái của một vị đại thần, trong triều. Boretsu nhờ bà mối đến tỏ tình và ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng Kagemi đã có hôn ước với con trai của một đại thần khác. Gia đình Kagemi lo sợ sự phẫn nộ của hoàng tử, nên đã dối trá bảo rằng Kagemi đồng ý gặp Boretsu tại nhà hát Kasuai. Boretsu không hay biết về âm mưu này, hớn hở chuẩn bị gặp nàng tại nơi hẹn. Tuy nhiên, trước khi buổi gặp gỡ diễn ra, hoàng tử đã yêu cầu một con ngựa tốt từ vị đại thần mà Kagemi đã đính hôn với con trai ông ta. Đáng tiếc, vị đại thần này, tự mãn với địa vị của mình, không chỉ từ chối yêu cầu mà còn trêu chọc người hầu của hoàng tử. Sự nhục nhã đó đã khiến Boretsu căm hận, nhưng ông ta đành phải nhẫn nhịn và lặng lẽ ghi tên vị đại thần vào cuốn sổ thù hận, chờ ngày trả đũa. Khi Boretsu đến nhà hát, ông tràn đầy hy vọng khi thấy Kagemi đã đợi mình. Tuy nhiên, tình cảm của Kagemi đã thuộc về người khác, và sự xuất hiện của vị hoàng tử khác trong buổi gặp gỡ đó chỉ khiến Boretsu thêm tức giận. Cuộc đấu tranh tình cảm tại sân hát này đã làm bùng nổ cơn phẫn nộ của Boretsu, gieo mầm cho những tội ác tàn bạo mà sau này ông sẽ trút xuống những người đã làm ông thất vọng. Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, hoàng tử Boretsu, kẻ đã sớm bị hận thù che mờ lý trí, âm thầm ra lệnh ám sát Hirudi, người mà ông ta coi là cái gai trong mắt mình. Khi tin tức về cái chết của người yêu đến tai Kagemi, nàng chỉ còn biết chìm đắm trong đau khổ tột cùng. Với trái tim tan nát, nàng lặng lẽ chôn cất thi thể người yêu, rồi trốn về quê nhà trong nỗi sợ hãi vô bờ bến. Nhưng đối với Boretsu, sự kiện này chỉ là bước khởi đầu cho một chuỗi tội ác chưa dừng lại. Lòng thù hận của ông ta không thể nguôi ngoai chỉ với cái chết của một người. Điều mà ông ta thực sự mong muốn là tiêu diệt triệt để toàn bộ gia tộc Hirudi. Khi Boretsu chính thức lên nắm quyền, việc đầu tiên ông ta làm là mở cuốn sổ thù hận nhỏ bé của mình, trong đó ghi lại từng cái tên, từng gia đình mà ông ta dự định tiêu diệt. Không một thành viên nào trong gia tộc Hirudi, thậm chí cả những con vật nuôi, được tha mạng. Cơn giận dữ của vị hoàng đế này được thỏa mãn bằng máu và nước mắt của những người vô tội. Sự tàn bạo và thù hận của thiên hoàng Boretsu đã tạo nên một thời kỳ đen tối cho dân chúng Nhật Bản. Dưới sự cai trị của ông ta, cuộc sống của người dân chỉ còn lại khổ đau và lầm than. Tuy nhiên, may mắn thay, triều đại tàn ác này không kéo dài mãi mãi. Sau 9 năm gieo rắc tội ác khắp đất nước, Boretsu đột ngột qua đời vào năm 557 sau Công Nguyên, khi vừa tròn 18 tuổi. Cái chết đến bất ngờ, không rõ lý do và không để lại bất kỳ người thừa kế nào, đã chấm dứt hoàn toàn dòng dõi đầy hận thù và tội ác của ông ta. Ngôi vị thiên hoàng sau đó
đã rơi vào tay một dòng họ khác, mang lại hy vọng cho đất nước. Điều cuối cùng để lại trong lòng người đời là những ghi chép về cuộc đời và tội ác của thiên hoàng Buretsu. Trong cuốn Thư ký Nhật Bản, Buretsu được mô tả là một kẻ tàn bạo và vô nhân tính. Nhưng trong Cổ sự ký, một tài liệu lịch sử khác, ông ta lại được ghi nhận là người đã thiết lập một hệ thống tòa án nghiêm khắc. Hai cuốn sách, cả hai đều là tài liệu lịch sử của Hoàng gia Nhật Bản, nhưng lại đưa ra những hình ảnh hoàn toàn đối lập về Buretsu. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu Buretsu có thực sự tàn ác như những gì người đời sau vẫn tưởng, hay ông ta chỉ là nạn nhân của sự bóp méo lịch sử? Bi kịch của Buretsu, dù sự thật lịch sử có ra sao, vẫn mãi là một chương đen tối, nơi mà lòng thù hận và quyền lực đã đẩy một con người vào con đường vô tận của tội ác và sự cô đơn. Cuối cùng, cái chết của ông ta đã khép lại một triều đại đầy bi kịch. Nhưng những câu hỏi về con người thật sự của Buretsu có lẽ sẽ mãi mãi không có lời giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của bạn về video trong phần bình luận. Hãy để lại bình luận là 1 nếu bạn thích video này, 2 nếu bạn không thích video này. Chúng tôi sẽ ghi nhận để ra mắt những video tiếp theo tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.